Dạ em xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em nha. Thì sáng giờ có dạo của chú Thanh Sang với lại chú Dũng Hiên Vũ Xanh á, ghé với nhà cô chú Thanh Sang cả nhà. Thì hồi nãy giờ cô có lên Hoa Viên nói chuyện với Hoa Viên rồi bây giờ cô trở lại. Lần đầu tiên thấy chú Vũ Xanh ở ngoài đời vậy cả nhà. Đây có khách viếng á cả nhà, có khách tới viếng mộ của chú. Lại đây đi. Đó lấy cái máy mình chụp lại Khánh ngồi đi. Khánh ơi vô ngồi đi luôn, chụp máy mình mà. Đó qua đó, qua chị Nhìn vô máy nha. Rồi bao cho nó không quá. À này chơi. Rồi. Nhưng mà cách còn đi nữa đi. Để cho người ta ngồi đây chơi tụi tôi xe nhà. Bán xanh lái. Rồi có gì Khánh báo có lấy xe rồi. Có hình là gì. Có gì. Cảm ơn Khánh nha. Cảm ơn nhiều Khánh ơi. Cảm ơn nhiều cái Khánh nha. Chào tất cả các quý khách ạ. Đây là các quý khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Các quý khách này đang ngồi mong một cái gì đó đang làm các khách đang ngồi chắn sẽ có phần ngồi phần ngồi. Cái người bạn cùng kẻ là vợ của chú Thanh Sang, trong khi là em chú Thanh Sang bên đây là diễn viên Nguyễn Xanh, như là vợ của chú Nguyễn Xanh. Chú Nguyễn Xanh thì đóng rất nhiều phim cả nhà. Chú nói là chú đang đóng bộ phim gì? Chú mới đóng bộ phim Lật Mặt của anh Lý Hải, đang chuẩn bị cho một cái phim mới nữa. Làm giống họ. Trời ông. Anh đừng lắng máy. Đi chứ sao mà nhiều nha trời. Nó đem theo những bà quê như là cao cảm nhà tự trồng về cá đồ ai mua. Hồi nãy nó nói là nó không lưu lại nên nó chị về liên hệ xin chị. Gia đình đang ngồi tâm sự trò chuyện nãy giờ thì cô đây cũng lên văn phòng. Tại vì vô đốt tiền chị, đốt tiền đi không? Trời ơi, sáng sớm nhớ tôi hàng sao bấm điện thoại, bấm lộn như bà nào vậy ta? Này chắc sáng cho chú Thanh Sang cái tỷ á. Chị đào đây. Tâm Trâm thì là cũng chia sẻ với cô chú anh chị thì Tâm Trâm là Long. Tâm Trâm đây là của nhà của Long cô Đào nha. Ha? Là của cô Kim. Trâm này của cô Ngọc đó. Cô Ngọc ha. Cô Ngọc. Cô Ngọc gì ta? Quên rồi.
Con hồi nãy có cô Ngọc chị đi đang đút tiền chú cái gì mà không biết chôm chôm vàng này là cũng mới thấy nha, đẹp ha. Thường là trái chôm chôm mà màu vàng là nó non nha, chôm chôm vàng lâu mới thấy ta, mà trái này là chín rồi đó cô chú anh chị, tại vì cái giống nó màu vàng. Coi chôm chôm vàng này sống chứ anh thấy chôm chôm nó có lông không, lông nó sao, lông đều đẹp nha. Qua đây là chôm chôm vàng là sống đó, sống đâu chín chứ sống gì, cái kẹo nó vậy. Ừ. Cái lỗi bên cạnh là có heo quay. À, cô chú anh chị yêu thương em thì đăng ký kênh tại Cao Sáu Vlog nha. Sáng nay là nãy giờ có đếm chị bao nhiêu tỷ rồi chị? Không có đếm chị. À, anh chào chú. Chú tới đốt tiền cho phim nhiều lắm. Phim dài hơn hồi đó tới giờ trăm mấy phim rồi. Dạ, trăm mấy phim luôn. Chú nói chú đang đóng phim gì chú? Bên bờ hạnh phúc. Bên bờ hạnh phúc, dạ. Chú đang chuẩn bị dạ. Đang quay hay gì chú? Chú đang quay phim bên bờ hạnh phúc. Dạ, chủ tịch hội đồng. Chủ tịch hội đồng. Công ty gì cái gì? Hưng Thịnh. Cô đại ở đại Vĩnh Long hả sao chú? Tổng chủ tịch hội đồng quản trị. 40 tập. 40 tập. Gần cũng đại Vĩnh Long, đại Vĩnh tuần lễ nữa xong. 10 ngày nữa. Đó là phim của đài truyền hình đó chú. Đài truyền hình Vĩnh Long. Dạ. Nãy giờ con không biết cô đây là cái gì à, cô đây là bà xã. Bà xã chú. Dạ con chào cô. Đây nguyên là phó chánh án của công ty. Phó chánh án. Ôi phó chánh án. Phó chánh án. Quá dữ. Bây giờ thì về hưu rồi thì về làm lại luật sư. Dạ. Tư vấn về vấn đề tài sản với lại hôn nhân. Dạ. Trời ơi, cô quá tuyệt vời. Đứa nào mà muốn mà ly dị thì đừng gặp bả, mà muốn tác hợp là thì hãy gặp. Bả là thợ hàng. Còn muốn cưới thêm thì sao chứ? Muốn cưới thêm. Muốn cưới thêm thì làm thủ tục đàng hoàng nha. Hay. Hôm nay tính ra mình quen biết cô chú đây có cũng nhiều cái lợi nha. Em cháu thì trong gia đình có cần tư vấn về luật thì cô sẽ tư vấn miễn phí cho. Dạ. 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 Đủ thanh sang sáng nay được mấy tỷ cả nha. Nhiều à. Nhiều á. Dạ. Trên chục á, trên chục tỷ. Hôm trước 100 ngày tụi mình cũng đốt nhiều lắm hả? Dạ. Hôm trước anh 100 chắc nè, vui nè. Anh đốt. Chứ lại hoa quả nữa. Hiện tại giờ ở đây chú, thì được con chăm sóc một con năm thì chiều nào tôi cũng đốt ngang cho con năm chú Hoa Khang nè. Chú thì nhà ở Thủ Đức. Thủ Đức. Dạ. Chú ở Mỹ, chú về chú làm phim á. Dạ. Vậy hả? Ô chị hả chú? Còn cô? Con nói thật sự là một phim của chú đóng á. Bà con của bác ở quê đặt hình những năm nữa đóng giam hội đồng còn nhiều lắm dùng đốc phụ sứ rồi giờ chú đóng mấy cái vai sang sang không ha, giờ lỡ cái tướng mình vậy rồi sao. Giờ, 70-71 rồi mà giờ đóng chủ tịch tập đoàn đâu đó. Tại vì chú đóng nghèo không ai tin. như chú báo quốc mà chú hùng chú đốt tàu là dở được không ạ? Chú bố chú khi nào đi đóng có cái dây nào bảo vệ chú vợ con thì ốm ốm gì ta đóng một phim đó không đâu còn đỏ chú đỏ có dài dài mà ăn cá sống gì ta phim nó co hay lắm con, mình thấy cái đó là những cái gì mà quy hoàng vàng son nhưng mà thật sự vô nghề đi rồi biết dạ dạ giới thiệu chú là hay cô được giới thiệu dạ. Nhiều khi mà cảnh quay mà phải quay nhiều đêm nhiều lần thôi chú. Chú là rồi chú hay các nhà sản xuất đầu diễn rất thích đi cái nghề mỗi lần giờ dạ. Chú sang đi là mà mình hướng dẫn em chào có điều kiện là đánh là đi mấy bữa nay đi làm phim trôi chảy thêm dạ. Rồi Đào ơi mình xong rồi Đào, sợ bây giờ sức khỏe mình không có làm được nhiều phim, một lần ký hợp đồng lần 3 phim dạ. Bây giờ không dám dạ, nói chung cũng lớn tuổi rồi cũng không được nhiều khi đóng những cảnh gì ngồi lâu là
khi xong mấy đứa em cháu nó phải là nó đỡ mình đứng dạ. Dạ. Giờ còn có cái vỏ không à, được tổ nghiệp cho được cái mặt chú da thẳng chứ khỏe dữ lắm. Chú nói chú 71 tuổi mà như vậy là khỏe. Dạ. Chứ, có dọn gì dọn đi Đào. Dạ. À, còn ngày xưa đồ đóng mà cascader đồ này kia là chú không cần, chú tự làm. Dạ. Dạ. Bây giờ phải hỗ trợ hả chú? Dạ. Thôi thì con cũng sẵn đây thì không. Những cái cảnh mà hành động này, này kia chú không có cần cascader. Dạ. Chứ tự đóng luôn không có làm nghề cascader. Dạ. Về hồi tuổi trẻ là chú dân chơi trống, chơi bằng nhạc trống, là cái đám cái bằng nhạc của chú bây giờ ở bên Mỹ rồi, nhỏ nhất là bảy tuổi. Có lửa rồi. Nói chung là trước nhất là cũng nói về kinh nghiệm cho các em các cháu sau này. Cái diện về cái phúc đức của mình, mình sống bằng cái tâm, cái phúc đức của mình ban bố cho mọi người. Cái thứ nhất, cái thứ hai là trong nghề nghiệp cũng như cái nghề nghiệp riêng của chú về sân khấu điện ảnh, sống với ánh đèn thì chúng ta cũng phải sống có cái tâm tổ nghiệp thương cho mình được làm nghề lâu vậy thôi. Chứ nhiều người cũng phải cái nghiệp quả đó, tới giai đoạn nào trả hết ta phải đi. Dạ. Cảm ơn chú, sẵn đây thì con cũng chúc chú nhiều sức khỏe và có những cái bộ phim hay ra mắt cho bà con xem. Chú hy vọng là cứ làm được việc nhiều là tốt. Dạ. Sẵn đây chú cũng chúc cho tất cả các anh em, các anh chị em YouTube đó, sống làm việc được nhiều, được phúc lợi nhiều, nhưng mà sống tất cả các em các cháu sống ở cái tâm của mình. Dạ. Cái đó thì tổ nghiệp sẽ cho các chú các cháu được cái lọc lâu bền. Dạ, dạ. Dạ, con cảm ơn chú. Bà, dạ. Dạ, con cảm ơn chú, cảm ơn cô. Phần lời của tâm sự của chú Nguyễn Xanh, mọi người cùng chờ đón phim mới của chú Nguyễn Xanh là Bên Bờ Hạnh Phúc của chú nha. Nhà yêu thương em thì cho em xin một like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký kênh nha. Bye bye cả nhà, hẹn gặp lại ở video sau nha.